Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin trân trọng kính mời mục sư Phạm Đình Nhẫn ạ. Xin hội thánh cho mục sư chèm vào tay ạ. Hallelujah! Quý vị có thấy vui không ạ? Cảm ơn Chúa, giây phút được đến với Cha Thiên Thượng là giây phút vô cùng tuyệt vời. Không phải là một đòi buộc dành cho những người theo Chúa hay là dành cho những người theo đạo Tin Lành, mà là một vinh dự, một đặc ân được đến với Cha quyền năng, Cha yêu thương, được lắng nghe từ nơi Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học một cái tựa đề, đó là hãy bước đi theo Thánh Linh. Có nhiều người thì cho rằng ngày hôm nay chúng ta đã có Kinh Thánh trọn bộ, Cựu Ước và Tân Ước gồm 66 sách. Tất cả mọi điều được ghi ở trong đó, kể cả những nguyên tắc, kể cả những lời dạy dỗ đã được đặt ở trong đó. Chỉ cần đọc Kinh Thánh thôi là đủ. Nhưng mà chúng ta biết rằng, giống như đầy tớ của Chúa là mục sư cố mục sư tiến sĩ Billy Graham, thì ông nói rằng món quà lớn nhất mà Đức Chúa Trời ban cho nhân loại đó là Chúa Giê-xu chịu chết trên cây thập tự để chúng ta là những tội nhân được làm con trai, con gái của Ngài. Nhưng một món quà lớn khác nữa, đó là Ngài ban Đức Thánh Linh đến ở trong thân thể của chúng ta, cư trú trong cuộc đời của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta mỗi một giây phút, mỗi một ngày ở trong cuộc đời này. Cho nên chúng ta cảm ơn Chúa vì lời của Ngài. Vì nếu không có lời của Chúa, chúng ta dễ bị những cảm xúc của mình dẫn dắt, dễ bị những quan điểm có vẻ hợp lý thuyết phục chúng ta. Vì vậy chúng ta cần có lời của Ngài. Nhưng lời của Chúa không thì chưa đủ. Tôi muốn có một cái ví dụ là nếu chúng ta từ vùng quê đi đến một thành phố lớn, một người ở vùng quê đi đến thành phố Hồ Chí Minh hay là đến Hà Nội chẳng hạn, hoặc là đến một thành phố lớn hơn như là New York, như là một thành phố nào đó ở Âu Châu, thì là một thành phố vô cùng rộng lớn. Khi đến nơi thì có người đưa cho chúng ta một cái quyển sách bản đồ hướng dẫn từng chi tiết của thành phố. Ồ, rất là quý phải không? Chúng ta sẽ ôm lấy, sẽ đọc, sẽ nghiên cứu thử xem mình rất là thèm một cái món ăn gì đó. Bây giờ lật tìm thử xem là muốn đi đến cái cửa hàng đó, muốn mua món đồ đó thì là sẽ đi như thế nào? Và chúng ta bắt đầu lần dò để tìm. Nhức đầu lắm. Có những người mà không biết phương hướng thì chịu thôi. Cho nên nhiều khi tìm đi đến một cái chỗ mình muốn đến á, thì tìm rất lâu. Nhưng rồi khi chúng ta đến một thành phố lớn, chúng ta được trao cho một quyển sách, nhưng mà có một người và nói rằng tôi giới thiệu với anh một người đã từng sinh ra và lớn lên tại nơi này, hiểu biết rất rõ đường đi nước bước. Người này sẽ ở bên cạnh anh. Anh muốn đi đâu, anh muốn gặp gỡ người nào, anh muốn đến bất kỳ nơi nào thì hãy hỏi và người này sẽ dẫn anh đi. Giả sử như chúng ta muốn thích ăn phở, nghe nói là ở tại một cái chỗ ở tại quận nhất thành phố Hồ Chí Minh có một tiệm phở rất ngon, mình đã đọc ở trong bản đồ rồi, và bây giờ thì hỏi người bạn đó là hôm nay tôi thèm phở quá, dẫn tôi đi đến một tiệm phở đi. Người đó sẽ nói rằng có một vài nơi, nhưng mà ở quận nhất là ngon nhất, anh muốn đi không? Nói ồ, ồ. Nhưng mà làm sao chúng ta biết rằng người đó là thật? Tại vì người đó không hình dạng, cho nên nhiều khi chúng ta tưởng là chúng ta nghe, dẫn đi, nhưng mà lỡ rồi, thay vì dẫn đến tiệm phở ở quận nhất, dẫn đến một cái nơi nào đó ở quận 11, rồi thủ tiêu mình để trấn lột hết thì làm sao? Trường hợp đó có thể xảy ra. Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu đi theo cái người đó. Bắt đầu đi trên một con đường, bắt đầu xuất hiện ra một vài cái dấu hiệu. À đúng rồi,
Tôi có xem qua sách hướng dẫn và tôi biết rằng muốn đến quận nhất thì phải đi qua con đường có tên là Nguyễn Thị Minh Khai. Nguyễn Thị Minh Khai đây rồi. Sẽ đi đến một đoạn nữa. À, bưu điện thành phố. Như vậy phải rồi. Phải rồi. Tôi biết rằng người này sẽ dẫn tôi đến đúng nơi mà mình cần đến. Tôi muốn dùng hình ảnh đó để nói như thế này. Cảm ơn Chúa, chúng ta cần lời của Ngài. Bởi vì không có lời của Chúa, chúng ta có thể bị dẫn dụ sai trật. Nhưng lời của Chúa không thì chưa đủ. Chúng ta sẽ nhức đầu, sẽ mệt mỏi lắm. Mở ra đọc những lời như thế này đó thì làm sao mà nhớ hết được. Vì vậy Thánh Linh của Chúa ban, Đức Chúa Trời ban Thánh Linh đến cư trú trong thân thể của chúng ta. Và chúng ta chỉ việc kết thân, ăn ở phải lẽ với người bạn đó. Thế là muốn gì cũng được. Và muốn biết rằng đó có phải đến từ Thánh Linh hay không thì có lời của Chúa để chúng ta kiểm chứng và chúng ta biết mình đi đúng đường. Chúng ta hãy xem một cái phân đoạn Kinh Thánh khá dài. Đó là Công vụ các sứ đồ đoạn 8. Và tôi xin đọc cái câu chuyện này cho chúng ta nghe sáng hôm nay. Bây giờ có một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: hãy chờ dậy, đi qua phía nam, trên con đường từ thành Jerusalem xuống thành Gaza. Đường ấy vắng vẻ. Người chờ dậy và đi. Kìa, có một hoạn quan Ethiopia làm quan hầu của Candát, nữ vương nước Ethiopia, coi sóc hết cả kho tàng bà, đã đến thành Jerusalem để thờ phượng. Khi trở về, ngồi trên xe mà đọc sách tiên tri Esai. Đức Thánh Linh phán cùng Philip rằng: hãy lại gần và theo kịp xe đó. Philip chạy đến, nghe người Ethiopia đọc sách tiên tri Esai thì nói rằng: ông hiểu lời mình đọc đó chăng? Hoàng quan trả lời rằng: nếu chẳng ai dạy cho tôi, thế nào tôi hiểu được? Người bèn mời Philip lên xe ngồi kề bên. Vả chỗ người đọc trong Kinh Thánh là đoạn này: người đã bị kéo đi như con chiên đến hàng làm thịt, lại như chiên con câm trước mặt kẻ hớt lông, người chẳng mở miệng. Trong khi người hèn hạ thì sự đoán xét người đã bị cất đi, còn ai sẽ kể đời của người? Vì sự sống người đã bị rút khỏi đất rồi. Hoàng quan cất tiếng nói cùng Philip rằng: tôi xin hỏi ông, đấng tiên tri đã nói điều đó về ai? Có phải nói về chính mình người chăng hay là về người nào khác? Philip bèn mở miệng, bắt đầu từ chỗ Kinh Thánh đó mà rao giảng Đức Chúa Giêsu cho người. Hai người đương đi dọc đường, gặp chỗ có nước. Hoàng quan nói rằng: này nước đây, có sự gì ngăn cấm tôi chịu phép báp tem chăng? Người biểu dừng xe lại, rồi cả hai đều xuống nước, và Philip làm phép báp tem cho hoàng quan. Khi ở dưới nước lên thì Thánh Linh của Chúa đem Philip đi. Hoàng quan chẳng thấy người nữa, cứ hớn hở đi đường. Còn Philip thì người ta thấy ở trong thành Asop. Từ đó người đi đến thành Caesarea, cũng giảng tin lành khắp những thành nào mình đã ghé qua. Đây là một câu chuyện được ghi ở trong sách Công vụ các sứ đồ. Như vậy thì đã cách thời đại của chúng ta 2000 năm rồi. Cho nên có thể gọi là đây là một câu chuyện lâu đời, nhưng không phải là một câu chuyện cổ tích đâu. Rất lâu, nhưng không phải là câu chuyện cổ tích. Bởi vì chuyện cổ tích á, thì thường là nói về cái điều đã qua rồi, không còn xảy ra nữa. Một điều gì đó làm cho chúng ta thích thú, và chúng ta đọc những câu chuyện cổ tích, mình mơ được như vậy. Tuy nhiên, câu chuyện này đã rất lâu, rất xưa cổ, nhưng không phải là cổ tích, bởi vì tất cả những điều này vẫn đang diễn ra ngày hôm nay giữa thế kỷ 21 của chúng ta. Quý vị có amen không? Rất lạ. Tôi không có thời giờ để nói ra hết đâu, nhưng mà lạ lùng lắm. Ở đây chúng ta thấy câu chuyện này nói về một người có tên là Philip. Philip là một trong những chấp sự, bởi vì hội thánh tại Jerusalem tăng trưởng rất nhiều, 12 sứ đồ không đủ để phục vụ, cho nên có nhiều người bị bỏ bê và người ta phàn nàn. Vì vậy các sứ đồ quyết định là phải chọn 7 người nữa. 7 người đó phải có danh tốt, phải đầy dẫy Đức Thánh Linh để hỗ trợ cho hội chúng lúc bấy giờ, và Philip là một trong 7 người đó.
Philip được chọn để phục vụ bàn tiệc. Nhưng ông cũng là người đầy dẫy Đức Thánh Linh và ông đang làm công việc của mình. Thế rồi ở trong đoạn 8 này thì cho biết rằng một ngày kia, trong khi Philip đang rao giảng ở tại Jerusalem, thì một thiên sứ của Chúa phán cùng Philip rằng: hãy trỗi dậy đi xuống con đường vắng vẻ phía nam. Đối với Philip rất khó chấp nhận. Ngày hôm nay chúng ta đọc chúng ta thấy dễ hiểu, dễ dàng, y như là chuyện rất dễ. Nhưng mà thử đặt mình vào hoàn cảnh đó thì không dễ vâng lời đâu. Tâm trí sẽ bắt đầu hoạt động. Chúa ơi, con đang giảng ở tại Jerusalem, Chúa đang chúc phước cho con, công việc của con đang kết quả, bây giờ tại sao phải bỏ nơi này? Tại sao phải đi xuống một cái nơi được gọi là đường vắng vẻ? Nhưng cảm ơn Chúa, Philip không có suy tính gì hết, không có lý luận gì hết. Nhưng mà Kinh Thánh nói rằng người chờ dậy và đi. Đi xuống đó thấy gì? Thấy một ông hoạn quan Ethiopia. Và chúng ta biết là người Phi Châu, người Ethiopia từ xưa đến nay họ thuộc giống dân da đen. Và người Ethiopia đó được kể là rất đen, cho nên Kinh Thánh cũng có nói là người Ethiopia có đổi được da mình không? Con beo có thể đổi được vàng mình không? Và Kinh Thánh cũng dùng người Ethiopia để nói là cái người đó đen thui à. Mình đang ở giữa Jerusalem, đang giảng tốt, đang thi hành chức vụ tốt, bây giờ đi xuống dưới một cái nơi vắng vẻ, thấy một ông da đen đang ngồi trên xe và đi. Thánh Linh tiếp, Đức Thánh Linh phán cùng Philip mà rằng: hãy lại gần và theo kịp xe đó. Khó à nghe. Con đi xuống đây thì được, nhưng mà bây giờ đó, đường đường thì con là một trong bảy người được chọn giữa hàng vạn người ở tại Jerusalem. Bây giờ Chúa biểu con là chạy theo cái ông ngồi trên xe á. Không bao giờ. Nhưng mà Kinh Thánh nói gì? Philip chạy đến. Một ông thì ngồi trên xe ngựa, Philip thì đi bộ. Vậy mà Chúa bảo là hãy lại gần theo kịp xe đó. Thì ông phải chạy lấp xấp như thế này, vừa chạy vừa nói, vừa chạy vừa nói. Và Philip chạy đến thì nghe được là cái ông da đen đó, ông đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Đọc đến cái chỗ là Ê-sai 53, người bị kể là chiên con bị dắt đến hàng làm thịt, vân vân và vân vân. Thì là lúc bây giờ đấy, thì là Philip mới hỏi là ông có hiểu điều ông đọc đó không? Và ông hoạn quan nói rằng: tôi thật ra không hiểu, nếu không có ai giải thích thì tôi không thể hiểu được. Và thế là ngay cơ hội đó Philip đã bắt đầu giải thích. Đó chính là lời tiên tri nói về Chúa Giêsu là đấng sẽ bị đóng đinh trên cây thập tự giá đền tội cho cả nhân loại, trong đó có ông nữa. Ồ, ngay giây phút đó thì hoạn quan mở lòng ra liền. Ông tin và ông nói rằng: ồ, tôi biết lời của Chúa nói rằng ai tin và chịu báp têm thì sẽ được cứu. Đây có nước đây, cho tôi làm báp têm được không? Philip nói: tốt quá. Thế là dừng xe lại, Philip làm báp têm cho ông da đen Ethiopia đó. Và rồi sau đó thì ông lên xe, ông đi tiếp. Còn Thánh Linh của Chúa đem Philip đến một cái nơi gọi là thành A-sốt. Rồi Philip tiếp tục công việc của mình. Tôi đọc câu chuyện này thú vị quá, phải không quý vị? Thú vị quá. Thánh Linh của Chúa hành động trong hội thánh đầu tiên mà sách Công vụ các sứ đồ ghi lại. Thánh Linh của Chúa hành động trong người đầy dẫy Thánh Linh của Ngài rất là lạ lùng. Và chúng ta có biết là lịch sử cho biết rằng hoạn quan Ethiopia sau đó trở về thì tiếp tục làm chứng về Chúa Giêsu, và cả xứ Bắc Phi đã theo đạo của Chúa. Ngày hôm nay ở tại lục địa Phi Châu đó, phải nói rằng hàng trăm triệu người Cơ Đốc, chỉ riêng công tác của cố mục sư Reinhard Bonnke là nhà truyền giảng thôi. Thì lúc chúng tôi tham dự cái kỷ niệm 70 năm chức vụ của ông ở tại Singapore đó, thì ông nói rằng
Chúa cho chúng tôi đem được 50 triệu người Phi Châu trở về với Chúa. Chúng ta có một hội thánh ở tại đây, nhóm vào buổi chiều, mục sư Michael, ông là người Nigeria, ông đã chết rồi, ông bị tai nạn tưởng chết rồi, nhưng mà vợ cầu nguyện và ông được sống lại. Cho nên bây giờ cái chân của ông đó, nhìn thấy một người da đen, chúng ta dễ coi thường lắm, đi khập khiễng. Nhưng mà ông đến từ Nigeria và ông nói rằng ông, vợ của ông ở trong một cái hội thánh 9 triệu tín hữu. Một ngày kia ông gửi cho tôi, một cái đoạn tin nói rằng có một cái điểm nhóm ở tại Lagos thuộc Nigeria thì mỗi một bề là 3,4 cây số bề ngang, 3,4 cây số bề dài. Tôi nghĩ là ông lầm mà. Có lẽ có sự nhầm lẫn gì đây. Tôi đi theo cái đường link của ông vào thì tôi thấy thật, đúng là thật như vậy đó. Cái điểm nhóm đó chứa được 1 triệu người. Tôi nói rằng tôi và nhà tôi muốn đi qua Nigeria để thấy sự thăm viếng của Chúa. Chúng ta thấy không, một câu chuyện đã xảy ra 2000 năm rồi, nhưng mà tác động của nó vô cùng tuyệt vời mãi cho đến ngày hôm nay. Và chắc chắn là lục địa Phi Châu là nơi có nhiều cơ đốc nhân nhất. Bắt đầu từ cái chỗ một người có tên là Philip lắng nghe Thánh Linh của Ngài, không hiểu, khó hiểu, khó vâng lời, nhưng mà làm theo, và chúng ta sẽ thấy kết quả vô cùng lớn lao. Tại sao tôi muốn chia sẻ điều này với quý ông bà chị em? Tôi muốn khẳng định một điều. Chúng ta cảm ơn Chúa vì nhờ lời của Chúa, chúng ta đã đến với Chúa Giê-xu để được làm con trai, con gái của Ngài. Nhờ lời của Chúa thay đổi suy nghĩ và lối sống của chúng ta. Nhờ lời của Chúa giải phóng chúng ta khỏi những ràng buộc. Nhưng cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Ngài cũng đang ở giữa chúng ta. Quý báu vô cùng. Ngài thường nhắc nhở quý vị, rõ ràng là trong khi chúng ta thờ phượng Chúa đó, có người thì không cầm được nước mắt. Bởi vì Thánh Linh của Chúa nói rằng, ta yêu con nhiều lắm, con có biết không? Tôi nghe nhiều người đến đây và nói rằng, con không hiểu tại sao mỗi một lần con nghe hát là con không cầm được nước mắt. Tôi nói, cảm ơn Chúa, đó là sự vận hành của Thánh Linh đó. Mục sư còn mong ước nhiều hơn nữa kìa. Bởi vì chúng tôi đã từng đến Indonesia và một vị mục sư, ông nói rằng khải tượng của ông là khi hội thánh nhóm lại thì ở trong bán kính 5 cây số người ta sẽ được sự thăm viếng bởi Thánh Linh của Ngài. Cho nên sự hiện diện của Thánh Linh ở đây khiến cho chúng ta cảm thấy có một điều gì đó không thể diễn tả được. Khi chúng ta thờ phượng Ngài, khi chúng ta nghe thanh âm của sự thờ phượng được cất lên, chúng ta cảm thấy một cái sự bình an không thể diễn tả được. Chúng ta cảm thấy tương lai của mình được bảo đảm. Chúng ta thấy mình có giá trị trong mắt của Chúa. Chúng ta được ôm ấp, được yêu thương. Và tôi muốn thưa với quý vị rằng, chúng ta có lời của Chúa, nhưng mà Thánh Linh của Chúa cũng đang ở giữa chúng ta. Thánh Linh của Chúa đã ở giữa Philip trong hội thánh đầu tiên. Ngài cũng đang ở giữa chúng ta. Như vậy thì chúng ta cần phải nhận thấy điều gì? Nếu trong khi chúng ta thờ phượng Chúa, nếu trong khi chúng ta dự tiệc thánh, Chúa nhắc chúng ta một điều gì đó, thì chúng ta có nên bắt chước Philip để làm theo không? Có thể Chúa nhắc chúng ta, con ơi, sao giữa con với chồng con đó có một cái chuyện rất nhỏ mà con vẫn cứng cỏi, không chịu tha thứ, không chịu xin lỗi anh đi. Có thể Chúa nói với một người đó, con ơi, con đã bướng bỉnh ương ngạnh với cha con, với mẹ con. Mặc dù con đã tin Chúa rồi, có những lúc con không chịu nhận lỗi của mình. Tôi không biết Chúa nói với chúng ta điều gì, nhưng mà Chúa đã nói với Philip rất rõ ràng. Hãy chờ dậy, đi qua phía nam trên con đường Jerusalem, đường ấy vắng vẻ. Philip đã chờ dậy và đi. Phao-lô
Ông nói ở trong Galati rằng khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời vui lòng gọi tôi thì lập tức tôi không bàn với thịt và máu. Bàn với thịt và máu, chúng ta hiểu như thế nào? Lúc bây giờ rồi, computer bắt đầu xử lý. Tại sao phải đi? Nơi này đang kết quả mà. Đầu càng có sạn thì xử lý càng dữ nữa, phải không? Nhưng mà Philip chờ dậy và đi. Ồ, nếu mà Philip tranh cãi với thiên sứ 5 phút sau thôi thì là cơ hội sẽ không có đâu. Bởi vì chúng ta thấy là bối cảnh này đó là cái ông da đen, ông đang đọc sách tiên tri Ê-sai. Và chúng ta biết là tiên tri Ê-sai có nhiều đoạn. Ông đọc đến 50, 51, 52, 53. Nếu mà Philip tranh cãi với thiên sứ này, Chúa ơi tại sao phải đi? Rồi thiên sứ mới lý luận với ông, nói một hồi đã, 10 phút sau đó, thôi được rồi, bây giờ con đi. Đi đó, thì tới nơi đó, ông hoàng quan ông sẽ đọc Ê-sai thứ 60 rồi. Phải không? Và Ê-sai 60 đó là nói đến vấn đề khác, chứ đâu có nói đến Chúa Giê-xu nữa. Như vậy làm sao mà bắt nhịp vô được? Ồ, thật là lạ lùng. Tôi biết tuần trước, nếu quý vị tham dự buổi thờ phượng Chúa ở tại đây, tuần trước là bị mưa, bị bão, trà mi, cho nên rất là ít người. Nhưng mà trên YouTube, trên Facebook vẫn còn sứ điệp đó. Sáng hôm nay ở trong lễ nhất thì nhà tôi cũng được cảm động và giảng lại một điều, đó là hãy yêu quê hương của mình. Tôi biết trong khi chúng ta nghe lời của Chúa, chúng ta nhiều người sẽ thấy mình sai rồi. Mình cứ phàn nàn về Việt Nam, mình cứ chê trách những người lãnh đạo, mình cứ bực bội về hoàn cảnh của mình. Trong khi đó thì Chúa nói với dân Israel rằng ngay cả nơi mà con bị đày đến thì hãy cầu nguyện cho sự bình an của thành đó. Chúng ta đến lúc không còn phàn nàn nữa, không còn nói tại sao con ở miền Nam, Cộng sản miền Bắc vào chiếm lấy miền Nam, con bị đẩy đi kinh tế mới, con ra nông nổi này. Tất cả những điều đó Chúa kiểm soát đó. Cho nên đến lúc ngờ lời của Chúa nói rằng Chúa ơi, Ngài đã gắn chặt số phận của con với quê hương này, và con cần phải yêu mến quê hương của con. Yêu mến quê hương bao gồm có những con người Việt Nam. Yêu mến quê hương có nghĩa là có 100 triệu người Việt Nam đang sống trên đất nước này. Yêu mến quê hương có nghĩa là có những con người Việt Nam đang sống ở tại Âu Châu, đang sống ở tại Mỹ, đang sống ở tại Úc Châu, đang sống ở tại Hàn Quốc, đang sống ở tại Đài Loan, đang sống ở tại Malaysia và nhiều nơi. Nếu chúng ta không yêu, làm sao Chúa có thể cho mình được, phải không? Một cô giáo nhà trẻ mà cứ hành hạ, bạo lực với con của người ta, thì có mong là phụ huynh sẽ gửi con cho mình không? Không bao giờ. Nếu Chúa bắt đầu thấy chúng ta yêu mến quê hương, yêu mến dân tộc, yêu mến con người ở trên quê hương này, Chúa sẽ cho chúng ta. Tôi hứa nguyện với Chúa rằng, Chúa ơi, con hứa nguyện với Ngài, xin cứu con khỏi những ý tưởng tiêu cực, khỏi những ký ức thù hận, khỏi những quan điểm lịch sử là sự thật, nhưng mà Ngài đã gắn chặt số phận của con với quê hương này. Con quyết định, con yêu mến nơi này, con yêu mến những con người Việt Nam, và xin Chúa cho con linh hồn của những người Việt Nam. Bởi vì 98 triệu người hư mất không hề biết Chúa Giê-xu. Không lý luận. Philip không lý luận. Chúng ta thấy không? Chúa bảo đi xuống, ông bận rộn, ông chờ dậy, ông đi ngay. Tới nơi, Chúa bảo, hay khó vấn quá đi. Con đường đường như thế này mà chạy theo cái ông da đen đó, người ta sẽ nghĩ con thế nào? Ông đi, ông làm theo. Và ngày hôm nay, Philip, một ngày kia tôi gặp Philip, chúng ta sẽ gặp ông Philip, hỏi thử xem là cái ngày đó, tháng đó đó, ngày 3 tháng 11, mục sư Nhẫn nói về ông đó. Như vậy có đúng không?
phần thưởng của ông bây giờ trên trời là lớn vô cùng. Chia cho tôi với. Quý ông bạn chị em ơi, Thánh Linh của Chúa thường nhắc chúng ta. Thật ra nếu mà khi Thánh Linh hay là Thiên Sứ nói rằng hãy rời Jerusalem đi xuống con đường vắng vẻ phía nam, rồi Thiên Sứ nói rằng hãy lại gần theo kịp cái ông đang ngồi trên xe đó, thì Philip không có lý luận đấy. Chúa ơi, Kinh Thánh chỗ nào, câu nào, đoạn nào, sách nào? Sẽ không tìm thấy đâu, đúng không? Nhưng mà tiếng lòng của ông biết rõ. Đây là một sự thôi thúc từ Thánh Linh qua Thiên Sứ. Rồi chỗ khác thì ông nói, đây, cái tiếng con nghe đó, cái cảm nhận của con ở trong lòng, con biết là từ Thánh Linh đó. Chúa vẫn thường làm như vậy ngày hôm nay, nhưng mà nhiều khi đầu của chúng ta vô tín quá, cho nên nói đến hỏi một sư, Chúa ơi, Chúa bảo em vậy đó, nhưng mà đoạn nào, sách nào? Có người nói, Kinh Thánh không có nói. Đúng, Kinh Thánh không có nói một cách cụ thể, nhưng mà Kinh Thánh nói về nguyên tắc. Và nó không đi ngược lại với những nguyên tắc của Kinh Thánh. Lòng của chúng ta bình an và biết rằng tiếng nói đó là một sự dẫn dắt lành mạnh, phải lẽ. Hãy làm theo. Bài học của Philip hôm nay, Ngài vẫn thường làm như vậy đó. Quý vị ơi, Chúa, sáng hôm nay, ai đó đang tuyệt vọng, Chúa đang ôm ấp quý vị và nói rằng, con ơi, đừng có để người ta nói con là ai. Con sẽ tự tử mất. Con sẽ không chấp nhận nổi con đâu. Nhưng mà ta nói với con rằng, ta yêu con. Ai đó đang đau ốm bệnh tật, văng vẳng lời của bác sĩ, cái kết quả xét nghiệm nói rằng ung thư còn 3 tháng nữa thôi. Nhưng mà sáng hôm nay có một sự bình an, thì hãy nói rằng, Chúa ơi, dù sự thật trái ngược, nhưng mà con nghe được tiếng của Ngài. Con biết Ngài là đấng chữa lành, Ngài là sự sống, Ngài là đấng chẳng bẻ cây sậy đã dập, chẳng tắt ngọn đèn hầu tàn, và con không bao giờ đánh mất lòng trông cậy nơi Ngài. Tất cả những điều đó Chúa sẽ dẫn chúng ta đi tiếp, đi tiếp, và chúng ta sẽ ngạc nhiên vì được dẫn dắt bởi Thánh Linh của Ngài. Quý vị biết là trong mùa dịch diễn ra ở tại Việt Nam, Thành phố Hồ Chí Minh thì tới 2 đợt, là phải không? Chắc chắn là nhiều người vẫn còn nhớ. Đợt thứ 2 vào năm 2021 vô cùng khốc liệt, đến nỗi suốt 3 tháng không ai được phép ra đường. Quân đội từ miền Bắc được cử vào, đi đến nhà dân, đi đến từng khu phố, ai muốn mua gì viết phiếu, viết phiếu rồi bộ đội đi mua đem về giao cho. Chúng ta có nhớ điều đó không? Tôi cũng không bao giờ quên. Ở trên Facebook đó có những cái diễu cợt, anh bộ đội ngờ nghịch nói, cầm lên tờ giấy nói, có cánh là gì? Chắc là mấy cô biết có cánh là gì, nhưng mà một cái anh bộ đội mới lớn 19-20 tuổi biết có cánh là gì, phải không? Nói vui thôi, nhưng mà chúng ta biết là cái giai đoạn đó nó khốc liệt lắm, không được đi ra ngoài đường đâu. Thậm chí có trường hợp á, đứng ở trên ban công, ở trên cái căn gác thôi là cũng bị phạt nữa. Lúc bây giờ thì là Vàng A Tùng đang ở đây, buổi tối chạy qua bên nhà ăn cơm, đang đi như vậy thì bị an ninh chặn lại, bị bắt. Tùng phải nói là con mục sư Nhẫn, con qua bên nhà mục sư Nhẫn. Thế là ở phường biết là chúng ta có một đội thiện nguyện và không có bị giữ lại. Cảm ơn Chúa. Cho đến bây giờ, khi tôi làm chứng lại điều này, khi tôi nhớ lại điều này, thì tôi biết ơn Thánh Linh của Chúa vô cùng vì sự dẫn dắt của Ngài trên cuộc đời của tôi cũng như trên nhiều người trong cơn đại dịch. Lúc bây giờ thì chúng ta biết là nhiều tín hữu ở trong hội thánh cần lương thực, cần mì gói, cần trứng, cần rau. Cho nên á, ban lãnh đạo của hội thánh mới nói là phải đi để giúp cho những gia đình đó.
chúng tôi đem những vật phẩm đến cho những gia đình, thì tôi thấy là khi gõ cửa, người nhà ra nhận quà, thì những người hàng xóm nhìn thèm thuồng lắm. Nhìn cái ánh mắt đó tôi nói là không được. Ai cũng cần ăn hết, không phải chỉ là tín đồ thôi. Cho nên từ nay khi đem quà đến cho những tín hữu thì phải đem nhiều hơn nữa để cho những nhà chung quanh luôn. Thế là công tác cứu trợ nó cứ bắt đầu. Rồi chúng ta biết là có Facebook, có mạng xã hội, cho nên á, nhiều cái lời nhắn tin, nhiều lời cầu cứu, nhiều lời cầu cứu. Cảm ơn Chúa, 3 tháng dịch thì tôi không có ngày nào nghỉ ở nhà cả. Dù là buổi sáng mệt lắm muốn ngủ thêm, nhưng mà thấy cả một cái danh sách nhiều người kêu cứu đang chờ, thế là thức dậy. Chỉ trừ ngày Chủ nhật thôi, buổi sáng thì chuẩn bị để đến đây giảng live stream. Chúng ta mở lại trên fanpage của Văn Thanh Bắc đó, còn rất là nhiều để diễn tả lại cái cảnh đó. Ngay cả chiều Chủ nhật xong, buổi trưa là cũng phải đi tiếp tục cứu trợ rồi. Có nhiều nhân sự ở ngoài Hà Nội đó, tôi nhớ là vợ của mục sư Phạm Đức Trung điện thoại vô nói: ơi mục sư ơi, tuổi của mục sư là Covid nó thèm lắm đó nha mục sư. Mục sư đừng có đi. Tôi nghĩ bụng, thật ra mình không dự định. Mấy năm trước khi dịch ở vại Vũ Hán đó, tôi nhìn trên truyền hình, tôi nhìn trên mạng internet, tôi thấy những shipper chạy ngoài đường phố, phải nói là tôi rợn người. Tôi nói sao Covid mà dám đi ngoài đường như vậy. Nhưng mà bây giờ đến lượt Thánh Linh của Chúa. Lúc đó không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói là hãy đi ra cứu trợ, bởi vì người ta đang bị Covid hết. Tìm đọc từ sáng đến kiến giải quyền không có chỗ nào hết. Nhưng mà chúng ta có nguyên tắc của lời Chúa rồi. Hãy nghĩ đến những người đang thiếu thốn, đang gặp khó khăn. Và thế là khi Chúa cảm động là chúng tôi ra đi. Rồi Thiên Ân cũng tình nguyện đến. Rất nhiều người, anh Nguyễn Tăng Sơn, rồi vô số người. Cuối cùng thì có một đội hơn 40 chiếc xe, vừa xe 4 chỗ, xe 7 chỗ, xe 16 chỗ đến tình nguyện ở trong cái đội cứu trợ đó. Và chắc chắn tôi không có kể ra hết, nào là Thành Tín nhờ cứu trợ mà bây giờ có được một cô vợ rất là xinh đẹp và gia đình hạnh phúc. Thầy Tú cũng ra đi và nhiều 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 lắm. Cảm ơn Chúa. Sau đó có người nói: tiếc quá, sao hồi đó em không nghĩ như mục sư hả? Thật ra đó, Chúa Thánh Linh có khi Ngài sai thiên sứ của Ngài nhắn nhủ với chúng ta. Có khi chính Thánh Linh của Ngài phán, giống như ở đây. Ban đầu thì thiên sứ phán, sau đó thì Thánh Linh phán, sau đó thì hoàn cảnh đó là người hoàng quan hỏi thì phải trả lời. Nhưng mà tất cả điều đó chính Thánh Linh là tác giả. Thánh Linh của Chúa vẫn thường làm trong quý vị. Cảm ơn Chúa. Quý vị biết không, hình ảnh này tôi lên Bình Dương và một mục sư trong Hội Thánh Tin Lành Liên Hiệp Truyền Giáo, cô Mai Thị Cẩm. Ngày đầu tiên cô được đưa đến, chồng thì bị cách ly ở một bệnh viện khác, tôi không vào được. Tôi đến thăm, trao thuốc cho cô, và mấy ngày sau thì cô đã về với Chúa rồi. Tôi không bao giờ hối tiếc vì những gì mình đã làm, mà còn cảm ơn Chúa tận đáy lòng vì Chúa cho con được Thánh Linh của Ngài dẫn dắt để hành động đúng thời điểm. Quý vị biết là trước đây đó thì là Đảng Cộng sản, là chủ nghĩa Marxist, Marx Lenin, thì cho là tôn giáo là thuốc phiện ru ngủ nhân dân. Quan điểm đó được thể hiện rất rõ ràng. Nhưng mà kể từ mùa dịch thì Đảng Cộng sản Việt Nam đã thay đổi và cho biết rằng tôn giáo là một bộ phận không thể thiếu được của quần chúng. Sau mùa dịch kết thúc vào tháng 10, tôi nhớ là 30 tháng 10 thì là mở phong tỏa, mọi người được tự do đi lại. Tháng 12 thì là một viên chức của thành phố đích thân đến thăm tôi. Những năm trước đó thì Giáng sinh vẫn đến thăm, nhưng mà thường là cử người khác thôi. Nhưng mà năm đó chính cái người này đích thân đến.
Và anh nói như thế này: Mục sư ơi, tôi đọc sách tôi biết là Tin Lành là phục vụ cộng đồng. Nhưng mà xin lỗi mục sư, đó chỉ là lý thuyết thôi. Còn trong mùa dịch, chính mắt tôi thấy mục sư ra đường đi cứu trợ, thì tôi biết Tin Lành là yêu thương tha nhân thật sự. Cách đây vài tháng, khi ông tân chủ tịch nước Tô Lâm, bây giờ thì ông là tổng bí thư rồi, ông lên chủ tịch nước thì ông mời các lãnh đạo tôn giáo ra Hà Nội, tôi được gặp. Và ông nhắc đi nhắc lại là tôn giáo là không thể thiếu được ở trong quần chúng. Chỉ mới tháng trước thôi, khi tôi dự cái đại hội đại biểu toàn quốc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 1059 đại biểu đại diện cho 100 triệu dân ở tại Hà Nội, thì cũng lặp đi lặp lại là tôn giáo là một thành phần không thể thiếu được của đất nước. Tất cả những điều đó tôi biết nó khởi đầu. Lúc đó tôi không có nghe, tôi cũng không nghĩ là Philip sẽ nghe một cái tiếng nào đó ồm ồm của thiên sứ vọng vào tai ông, hay là nghe một cái mạng lệnh nào đó. Tại vì nhiều khi tiếng của Thánh Linh đến với chúng ta bằng những cái cách khác nhau. Nhưng mà tôi nhớ ngày đó, khi Chúa đặt trong lòng của tôi một cái cảm xúc không thể để cho những người hàng xóm của những tín hữu nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng nếu mình chỉ cho tín hữu thôi, rồi ra đi. Và tôi cảm ơn Chúa vì sự dẫn dắt của Thánh Linh đó đã đem đến sự biến đổi. Đó là những điều tôi biết. Những điều tôi chưa biết, có thể một ngày kia bước vào nước của Chúa rồi mới rất ngạc nhiên. Mới rất ngạc nhiên. Buổi sáng hôm nay, lời của Chúa đến với chúng ta. Và tôi muốn với cả tấm lòng của mình, với cả kinh nghiệm trong cuộc đời của mình, được học lời của Chúa, được trò chuyện với Thánh Linh là đấng cư trú trong chúng ta, để nói rằng hãy bước đi theo Thánh Linh. Đừng có sao lãng cái việc trò chuyện với Ngài. Hãy trò chuyện với Ngài, hãy yêu mến Ngài, hãy thường xuyên tâm sự với Ngài. Bởi vì Chúa vẫn còn phán với chúng ta. Và câu chuyện của công vụ đoạn 8 về Philip không phải là câu chuyện cổ tích, câu chuyện cũ, nhưng vẫn còn lặp lại ngày hôm nay. Chúa vẫn còn phán với chúng ta. Ông bạn chị em ơi, cuộc đời để Thánh Linh của Ngài dẫn dắt tuyệt vời lắm. Ngày hôm qua tôi nghe cô mục sư Hồng Nhân làm chứng lại chuyến đi Thái Lan. Chúa cũng nhắn nhủ một điều là bây giờ con phải ra. Con tưởng rằng con về hưu nhưng mà không. Còn nhiều người trong các quốc gia dọc theo sông Mekong chưa biết Chúa, hãy ra đi. Đó là tiếng phán của Thánh Linh Ngài. Quý vị nghe trong những ngày qua được thôi thúc là hãy yêu quê hương. Đó là tiếng phán của Thánh Linh Ngài đó. Nếu Philip không đi bước thứ nhất thì Chúa không bao giờ bảo ông là hãy lại gần theo kịp xe đó, bởi vì ông sẽ ngơ ngác nói: ủa, con có thấy xe nào đâu mà theo Chúa, phải không? Cho nên Thánh Linh của Chúa chỉ tiếp tục phán với người vâng lời Ngài. Còn nếu vì lý do nào đó chúng ta không vâng lời, Chúa không tiếp tục phán đâu. Quý vị có muốn để Thánh Linh của Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình không? Amen. Amen. Xin mời ban thờ phượng bước lên. Chúng ta hãy thờ phượng Chúa. Hãy thờ phượng Chúa trong thời giờ này. Oh, hallelujah. Cảm ơn Chúa, Thánh Linh của Ngài đang ở đây. Chúng ta không nhìn thấy Ngài, nhưng trong khi nghe lời của Chúa, lòng của chúng ta nóng nảy thôi thúc. Mỗi người Chúa muốn nhắn nhủ một điều gì đó khác nhau. Có thể hoàn cảnh của từng người không bao giờ giống người khác, nhưng hãy vâng lời. Hãy chờ dậy như Philip. Hãy để Ngài dẫn dắt.
Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.